Mà thấy một ten này, các bạn biết là một ten mùa này nó được các bạn ăn chơi queen đúng kiểu như kiểu nước. Xin lỗi anh em nhưng mà trận này hay hơn. Hey Gocha, why you come late? Come too late, bro. Come too late. Hết rồi, anh em Việt Nam bây giờ còn đông. No problem, bro. Welcome back. Okay, we have a 30 minutes. But Adaban win rồi. 12 phút nữa. You draw number 1 player. Cảm ơn người anh em đã khen. Game này mà chơi bắt đầu thì hơi muộn, quá muộn nhưng mà hơi muộn. Nhìn thấy bọn top lên mẹ top kia rồi, bây giờ các ông mới bắt đầu thì tiền đâu cho đầy đủ. Anh đã bán top 1 rồi. Ai Việt Nam đánh golem hay thì chịu. Mình không biết. Ability. Rồi xong rồi thì ông tuyệt luôn rồi, một ten win rồi. Thua rồi, chết ông Lucas rồi, thua một game trừ đau vãi. Đéo thua gì thua, mẹ trận mấy trận cuối này trừ đau vãi. Miner sao mà ăn được Van Rider. Thôi xong rồi. Chúa ơi. Rớt nước mắt. Làm sao mà đau được bằng mấy ông này. Thua con mẹ chứ mất bao nhiêu game. Okay, 10 minutes left. Đánh hay. Lucas đánh với Moten vậy. SK Moten. Hello, mấy anh em mới vào nhá. Mình vừa sắm một quả ghế này, anh em chắc tối không thấy. Mỏi quá.
của con Archer Queen lúc mà nó chết nó nói cái gì nhỉ? Anh em có Why everyone use Archer Queen? Why do you Archer Queen? I don't think a bad fight will finish top 1. Oh, let me check it. I'm bad fast. What hit ranking right now? Bad fast. Last season he finished top 1. Come on, big two. 7768. Hello, em Việt. 7768. Bad fast. You have Max Queen, come on. Donate for me. Hôm qua mình có đánh một vài trận ladder, mình gặp toàn Archer Queen 13, 14 rồi. Không hiểu bọn áp mắc kiểu gì. Thực ra khi mà gặp con Magic Archer thì chúng ta vẫn còn tự tin để đánh. Gặp Archer Queen nó bật ability lên thì đúng là đỡ bằng mắt. Deck này, nếu các bạn muốn trị cái deck này là các bạn phải có Mega Knight. Mega Knight để chặn con đấy. Chặn Roadhog. Hoặc là dùng Lava Clone. Lava Clone mà gặp cái deck Archer Queen này đúng là như cá gặp nước. Một mình con Archer Queen bắn mỏi chân luôn, bắn mỏi tay luôn. Nên là lý do tại sao mà Lava Clone mùa này nhiều. Và nó sinh ra một cái lỗi của Lava à, của cái lỗi của Clone nhé. Thôi, good game. Cái Roadhog nó dùng nhiều nên là nó kéo theo là nó xuất hiện, nó các top player họ sử dụng Riot Delivery quá nhiều. Oh, you don't know bad fast bro. So bad cool. SK-Morten of using of Lightning of Fire. Lightning or Earthquake? I think Lightning. Lightning. Chơi kiểu này là Lightning rồi. Yes, that's right. Right, really kill. Main host is so easy. Hey, Peter. Hey bro, I'm good. How about you today? Hoài Pompeo. Mình cũng rất muốn xem Pompeo nhưng mà nó hơi thấp. Hey Jonathan. Rất muốn là sử dụng Minion Hop nhưng mà bên kia có Roller Divoli. Cũng hơi khó. Ui giời ơi, 3 Eli. Thảo phát chết 5 Eli luôn. Quá lãi. Siêu lãi luôn. Để mình mở thêm một ác nữa để mình xem top player họ đánh nhé. On the queen. Boom.
Viper Online, yes. Mô tả trong cái bài này nó cũng khó bởi vì nó không bắn vào trụ. Rồi Hawk thì cứ thế nó cắn một ít. Rồi, bắn được một phơ, một đúng một turn. Khó. Wow, ổn nhìn oan luôn ạ. Xoay Goblin Cake nhanh thế nhở. Này bạch có thua rồi. À, nó này thì nó thua rồi. Makariot! What the fuck, Makariot? Thì đúng là quá khó. Ok, xong rồi em bắt số này mở Max Line Araban á. Araban thằng đấy mình không quan tâm cho lắm. Nhưng mà mình sẽ có thể mình check cho các bạn xem. Ok, Mohamed Sly này. Mình không thích là mở Araban lắm tại vì nó chơi nó không fair. Nhiều khi gặp xem những trận đấu của Viper nó toàn mang cái deck hack counter để vào đánh này. Lúc Ultimate 7k thì có 8k 8 mà lúc Ultimate 8k lại. À, ý của bạn này nó hỏi là tại sao lại không làm lại cái đấy không? Đúng không? Không làm lại cái mức để gọi là Ultimate đúng không? Ngày xưa chúng ta có 6k4 sau lên 7k, sau bây giờ lên 8k đúng không? Như các bạn biết là kỷ lục người ta đã phá ở đâu mà để lên. Nó còn phụ thuộc vào số lượng lát thời gian đấy chứ. Chứ bây giờ các bạn ví dụ các bạn cho lên 9k nhưng mà thời gian của một mùa nó độ khoảng có hai mấy ngày làm sao mà lên được. Làm sao mà lên được với hai nữa. Nó phụ thuộc vào cái mỗi ngày là có động lực để có push hay không. Thế rồi bây giờ nha, có những thằng top 1 nó không push, thằng top 2 nó không đẩy lên thì làm sao mà bọn lên được. Thế đơn giản là như vậy. Làm lại chắc phải độ 2 năm nữa. Bây giờ không, mình nghĩ là phải 5.5 nữa. Tại vì là hình như là 1 năm này chúng ta hình như có 2 tháng là nó mùa được khoảng độ 3 mấy ngày cơ. Thì đó là thời gian mà có thể là chúng ta có thể Supercell họ có nghiên cứu để chờ để điều chỉnh lại cái Ultimate. Ôi, Samuel Bastion đánh với lại thằng QRT à. Rồi anh em, mùa này chúng ta có một vài cái arc đến từ giới nhà giàu được Dubai với lại Qatar. Thì những các arc đấy thì thực ra là những booster quen thuộc, quen mặt thôi. Nhưng mà mình không biết đó là ai. Nhưng mà hầu hết các top player họ sẽ biết đó là những thằng nào đang push. Đúng rồi, một khi đã có kinh 15, 4 thì bây giờ chúng ta sẽ có chẳng có một cái vẹo gì mà không cam kết là không có kinh 15 cả. Đúng không? Sau này khi mà mọi thứ nó cứ dồn dồn lên như vậy thì có khi nó kinh làm kinh 16 ấy chứ. Nói chung là đến một lúc nào đấy thì khi mà Supercell hết ý tưởng thì chúng ta sẽ họ sẽ làm một cái điều gì đấy đó. Nó không cần phải có nhiều suy nghĩ nữa. Hi bro. Đang bí ý tưởng thì bây giờ cho lên nâng mẹ lên level và nó what? Lightning? Tờ này phải công thôi, không thủ được. Thủ tờ này cũng hơi khó. Chắc chắn rồi, ngày xưa ngày trước chúng ta không có Path Rider thì bây giờ họ chuyển sang cái ngày mà có xuất hiện Path Rider thì đúng là thay đổi mọi thứ. Chơi từ lúc 11 giờ từ tụi mình. Hey, come on, Lightning. Lightning làm sao có thể chặn được clone. Hmm.
Subscribe.